Đau khổ lớn nhất của đời người không phải nghèo khó, mà là vướng vào ba chuyện này sau năm 60 tuổi. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, đau khổ lớn nhất của đời người không phải nghèo khó, mà là vướng vào ba chuyện sau 50 tuổi. Mất đi người yêu thương, tiền bạc lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa. Nỗi buồn và cô đơn là điều hiển nhiên. Điều thú vị nhất trong cuộc đời là mỗi người ở giai đoạn khác nhau của cuộc sống sẽ có sự cảm ngộ mới và mục tiêu theo đuổi, có thu hoạch mới và trải nghiệm. Nhưng khi gặp chuyện phiền phức, bạn không nhất thiết phải có khả năng và trí tuệ mới có thể giải quyết. Có người từng nghĩ rằng hầu hết những rắc rối của cuộc sống có thể được giải quyết bằng tiền. Tuy nhiên, vấn đề là không phải ai cũng giàu có. Đồng thời, đại đa số phiền não đều xuất phát từ gia đình, các mối quan hệ sức khỏe và chuyện tình cảm. Sau năm 60 tuổi, nếu bạn gặp phải 3 điều sau đây, thực sự đau khổ khôn nguôi. Do đó, thức tỉnh ngay từ bây giờ để thay đổi khi còn kịp. 1. Những năm cuối đời vẫn không có chốn về. Người già đi, nếu có một chỗ ở lâu dài, tự mình sắp xếp bài trí như vậy, cuộc sống xem như an ổn. Cho dù nhà không đủ rộng rãi, nhưng ít nhất cũng có nơi thuộc về. Vấn đề là một số người cao tuổi cả khi dốc lòng hết sức cho con cái và gia đình, đến già lại không có nơi để che mưa, che gió. Nguyên nhân thì nhiều vô kể. Ly hôn trắng tay ra đi, không thể giáo dục nên thế hệ sau biết ơn và sẵn sàng phụng dưỡng cha mẹ. Bị bỏ rơi không thương tiếc bởi chính con cái của họ, hoặc có lẽ nghèo đói vì bệnh tật. Đáng thương hơn, họ không còn ai để nương tựa. Số phận đối xử với họ có chút tàn nhẫn, đến nỗi tuổi già, sức yếu cũng không thể sống an bình, thậm chí còn trải qua ngày bất định mưa gió, phiêu diêu, phải thỉnh thoảng nhìn sắc mặt người khác, chỉ biết ngậm ngùi mà bất lực. Chỉ khi sở hữu một chốn về nào đó, trái tim của một người mới đủ đầy cảm giác an toàn và yên tâm. 2. Mất đi những người quan trọng nhất trong đời. Con người miễn là còn sống, luôn có những việc muốn làm, những người muốn gặp. Thật vậy, trong xã hội này, hầu như ai cũng không thể cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ sống cô lập một mình. Tuy nhiên, ở một góc khuất nào đó lại có những người già như vậy. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện hợp tan, người thân, bạn bè, bạn đời, con cái. Tất cả đều rời khỏi họ, còn lại một thân, một mình để ngẫm nghĩ và hối tiếc về những chuyện đã qua. Dù đúng dù sai, còn có một số người ở tuổi 60 đã mất đi những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Khi có người đó, thế giới của họ tràn ngập ánh sáng lạc quan và hy vọng. Khi người đó rời đi, thế giới đã thay đổi hình dạng, chỉ còn lại bóng tối và sự quạnh hiu. Những sự mất mát này khiến người già mất đi can đảm và tự tin để tiếp tục cuộc sống vui vẻ, cho dù trong tay không thiếu tiền. Ở trước mặt người ngoài có vẻ rất thạo đáng, nhưng sâu trong tim vẫn mất mát vô cùng. Tất cả những điều này là bởi vì con người khi có tuổi thường hồi tưởng quá khứ, cũng sẽ khao khát được vỗ về và yêu thương. Mất đi người yêu thương, tiền bạc lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa. Nỗi buồn và cô đơn là điều hiển nhiên. 3. Không thể tự chăm sóc bản thân và cần phải dựa vào người khác. Càng lớn tuổi, nhiều người bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, nhưng nếu bạn không thể tự chăm sóc bản thân thì còn đâu tự do và hạnh phúc. Đối với người lớn tuổi, sở hữu cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt, có thể chăm sóc bản thân bất cứ lúc nào là hạnh phúc lớn nhất khi về già. Ngoảnh đầu nhìn lại, có bao nhiêu người từng hô mưa gọi gió thời trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng hiện tại lại rơi vào cảnh cần đến người khác chăm sóc mình. Nửa đời còn lại chỉ nằm trên giường và ngồi xe lăn, thậm chí gắn liền với thuốc men. Trái tim chắc chắn không ít lần tuyệt vọng và bị dày vò. Ngay cả nhìn người khác tự nhiên đi lại, tự do bay nhảy, khám phá thế giới thực sự không hề dễ chịu. Vì vậy, hãy trân trọng cơ thể này. Tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh, để tuổi già có thể dễ dàng tìm thấy hạnh phúc hơn một chút, an lòng, tận hưởng cuộc sống. Quý vị thân mến, người chưa tới 60 lần có thể còng, nhưng đậu nhất định không được cúi trước 4 điều này. Cuộc đời luôn trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có những biến cố. Nhưng dù là lúc nào, dù lưng còng xuống khi 60 tuổi, chúng ta cũng không được cúi đầu trước những điều sau. Khi gần chạm tới ngưỡng cửa 60, nhiều người mới đột nhiên hiểu thấu về số phận, kim tiền, địa vị sự nghiệp, hôn nhân gia đình và bè bạn. Những giá trị mà thời trẻ chúng ta bỏ qua. Đến khi thời gian trôi đi, sự quý giá mới càng lộ rõ. 60 năm đã là một hòa giác, nửa đời người bất giác cũng trôi qua. Nhiều người đón chờ tuổi trung niên trong rất nhiều vấn đề. Tinh thần họ đơn điệu, nhàm chán khi bỗng chốc phải từ bỏ thời gian, vật dụng, cơm áo, gạo tiền thường ngày. Họ cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, không có động lực vì không cân bằng thực trọng tâm cuộc sống. Họ cũng cảm thấy trệu trã khi nhìn dung mạo và cơ thể ngày một già đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Những dấu hiệu khiến người ta chẳng còn tâm trạng đâu để vui vẻ sống, mà không ít người luôn chìm trong tâm trạng bất an, mệt mỏi và chán nản. Thế nhưng, không còn bị tác động chi phối thời gian, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tự do làm mọi điều mình muốn, và trước khi không thể thực hiện, chúng ta có thể dành thời gian trân trọng gia đình, chăm sóc bản thân, hưởng thụ cuộc sống theo sở thích cá nhân nhiều hơn. Chúng ta sống chậm lại hơn để yêu thương nhiều hơn. Mỗi người đều có lối sống khác nhau, những mối quan tâm khác nhau. Nhưng dù sống ở giai đoạn nào, chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự nhẹ nhàng, khoáng đạt và thông tỏ của riêng bản thân. Cùng với đó, chúng ta sẽ hiểu rằng dù lưng có còng thì đầu cũng không bao giờ cúi trước những thứ sau, cuộc sống mới có thể hạnh phúc trọn vẹn. 1. Không cúi đầu trước bệnh tật. Trước 60 tuổi đang tin tưởng vào bản thân, cảm xúc cũng chỉ uống hụt nước là khỏi, bệnh nặng cũng ngủ hụt giấc là xong. Sau 60 tuổi đã hiểu được cách trân trọng bản thân cũng là lúc huyết áp cao, mỡ máu cao, đường máu cao không mời mà đến. Vì thế chúng ta không chỉ bệnh mà đánh mất niềm đam mê vào cuộc sống, quên mất cách hưởng thụ những vẻ đẹp của trần gian. Chỉ cần một lần cúi đầu trước bệnh tật, chúng ta cũng đã đánh mất đi cơ hội để chủ động thay đổi hiện trạng của chính mình. Sinh lão bệnh tử là những giai đoạn mà ai cũng phải đi qua trong mỗi cuộc đời. Chúng ta chạy không thoát, nhưng không hẳn chúng ta có thể thua trong mọi cuộc chiến. Chỉ cần tâm thái và ý chí vẫn còn, rất nhiều người bệnh còn chiến thắng cả mầm mống ung thư quái ác. 2. Không cúi đầu cho con cái. Không cúi đầu ở đây không đại biểu cho thái độ ương ngạnh, bảo thủ, chỉ chằm chằm áp đặt ý kiến của mình, mà thể hiện thái độ không phụ thuộc vào con cái của người lớn tuổi. Khi chúng ta già đi, cũng là lúc con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng, có những trách nhiệm riêng mà chúng ta phải gánh vác. Vì vậy, để giữ gìn mối quan hệ không xảy ra tranh chấp, xung đột, chúng ta không nên can thiệp vào đời sống riêng của con cái quá nhiều. Hãy cân bằng trọng tâm cuộc sống giữa người thân và bản thân. Chỉ dành trọn vẹn thời gian cho một đối tượng duy nhất. Chúng ta vừa phải chịu áp lực, đối phương cũng cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Sau đó thỉnh thoảng là gia đình cùng tụ và vui vầy bên con cháu, bày vài mâm cơm, thỉnh thoảng lại hẹn gặp những người bạn già cùng nhau đi du lịch, tâm sự vài câu chuyện cũ bên chén trà thơm. Đó cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống của riêng mỗi người. 3. Không bao giờ cúi đầu trước tiền bạc. Tiền bạc, vật chất không bao giờ là đủ, nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt. Đừng vì những thứ vật ngoài thân mà đánh đổi bằng hạnh phúc và thành tín mà chúng ta đang có. Đôi khi ngồi uống trà thơm, cơm canh đạm bạc cùng người ta yêu thương còn hơn là quỵ lụy, lại lục để đổi lại một bữa bào ngư vì cá người ngoài bỏ đi. Sau đó đừng để những năm tháng cuối đời mù quáng trong dục vọng, tiền bạc và ham muốn vật chất. Kim tiền, địa vị, sự nghiệp, danh tiếng bấy giờ đều không bằng giá trị một phần nghìn cuộc sống bình thản, ung dung nhưng ý nghĩa. 4. Không cúi đầu trước năm tháng. Khi ta đi xe hơi thì vẫn có người đi xe máy. Khi ta đi xe máy thì vẫn có người đi bộ. Khi ta đi bộ lại có người đang chống gậy. Khi ta chống gậy vẫn có người cụt chân. Khi ta cụt chân vẫn có người còn mất mạng. Như vậy, năm tháng trở nên không còn đáng sợ nữa. Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng biết trước điều chi. Mỗi ngày chẳng thể đều là một ngày vui, thuận lòng như ý. Nhưng mỗi ngày chúng ta đều phải có một tâm trạng thật tốt. Điều này chỉ có thể dựa vào nội tâm mạnh mẽ, nên tâm hồn sâu thẳm. Như vậy, dù cuộc sống ngắn ngủi hay lâu dài, chúng ta cũng có thể hưởng thụ trọn vẹn, không gì hối tiếc.